Adamly Fielder 6007 gửi cho khách ở Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Rất cảm ơn các khách hàng ở xa những tin tưởng. Con Fielder 6007 bên cạnh này đóng gói trước gửi cho khách ở thành phố Quảng Ngãi. Adamly còn khá đẹp nhé. Bán 2,5 triệu đồng. Rất cảm ơn khách đã tin tưởng. Chép mình. Tôi biết em bán đang ôm thầm ước mơ nhiều lắm. Quá trái này, quá phải. Vâng, xin cảm ơn khách hàng.